Vâng, Cao Phong xin mến chào các bác và toàn thể anh em. Cao Phong đang cùng các bác nghe chất âm rất hay từ một chiếc đẩy bãi 4 kênh của Nhật Sansui, model là A1200, 4 kênh, 4 volume chất áp cho 4 kênh, 4 đèn báo cột, đèn báo nguồn, cửa sổ làm mát, size 2U, mặt phay cực kỳ đẹp, rất sang trọng. Đây Cao Phong đang test mộc nhạc trực tiếp từ máy tính vào nhé. Chưa qua bất kỳ một thiết bị xử lý tín hiệu nào như là vang lọc mà tiếng của nó rất là hay. Bạn nào đang chơi những con đẩy Sansui, các bác biết chất âm của nó rất là hay, cực kỳ là hay, ngọt tiếng, sạch sẽ. Với công suất là 700W trên một kênh thì phù hợp cho bác có thể chơi 2 cặp full bass 30 hoặc là 2 cặp full bass 25 chơi gia đình. Tiếng rất hay, gọn gàng, đẹp. Và đây là cái nội thất. Đầu tiên là một cái nguồn biến áp xuyến tròn đồng nguyên chất to, tròn, nằm ở bên trong một cái hộp cách chống nhiễu điện này. Logo Sansui. Đây là cái hộp bằng hợp kim nhôm, rất là đẹp, đẳng cấp. Hai thanh tản nhiệt chạy 8 tụ, mỗi tụ điện áp rất là lớn, 100V một quả. Các bạn nhìn những cuộn đồng của nó rất là lớn và đẹp. Đấy, linh kiện của nó toàn bộ là linh kiện cao cấp đắt tiền nên cho chất âm rất hay. Rất đẹp luôn, hàng zin nguyên bản, xuất sắc. Mọi chi tiết các bác có nhu cầu muốn sở hữu những con đẩy 4 kênh hàng bãi của Nhật A1200, các bác liên hệ điện tử Cao Phong. Số điện thoại cũng là số Zalo 0772260096. Để em quay luôn các bác về cái thông số phía sau. Đấy, con này đang hỗ trợ các bác đường vào, đường ra loa đủ hết, vừa rắc xoáy kẹp, vừa rắc new trích Sansui và toàn bộ chữ Nhật rất là nhiều. Đó, Sansui. Đẩy 4 kênh, chạy một quạt gió cực kỳ êm và mát. Đường vào, tín hiệu vào vừa rắc AV, vừa rắc Canon. Quạt gió cực kỳ êm. Đấy, các bạn nhìn này, Sansui. Đấy, chữ toàn bộ chữ Nhật thì các bác coi nhỉ. Đó. Cái chiều sâu của nó chỉ tầm khoảng 40, nó rất là vừa nha các bác. Đấy, chiều sâu của nó rất là phù hợp để các bác để vào tủ kệ gia đình. Bình thường những con đẩy khác cái chiều sâu của nó toàn 50, có những con ngoài 50. Nhưng con này chiều sâu của nó chỉ tầm khoảng 40 thôi. Nên các bác để tủ kệ gia đình rất là phù hợp và đẹp. Xinh, cực kỳ đẹp, tiếng hay, sang trọng, đẩy 4 kênh. Đấy, các bác chơi 2 cặp full bass 30 cho chất âm rất là hay, Sansui. A1200, 4 volume chất áp cho 4 kênh, 4 đèn báo cột, đấy, đèn báo nguồn, cửa sổ làm mát, cực kỳ đẹp và đẳng cấp. Quay kỹ vào cái nội thất để các bác ngắm nhìn cái nội thất của nó rất là đẹp, tuyệt vời. Đây các bác này, toàn bộ linh kiện là linh kiện cao cấp nhá. Này các bác nhìn nhá, đó. Rất tuyệt vời. Cái nguồn này là nguồn đồng to, nguồn xuyến tròn các bác nhìn này. Nó tròn, nó nằm ở trong một cái hộp này. Hộp bằng hợp kim nhôm rất là dày các bác này. Đó, hợp kim nhôm, nó chống nhiễu điện các bác nhá. Quá xuất sắc, quá tuyệt vời. Này các bác có nhu cầu muốn sở hữu những con đẩy 4 kênh hàng bãi của Nhật Sansui A1200, các bác liên hệ điện tử Cao Phong. Số điện thoại cũng là số Zalo 0772260096. Vâng. Tiếng cực kỳ hay luôn. Đấy, 4 kênh hoạt động hoàn hảo, em đang test 2 kênh này nhé. Quá đẳng cấp. Xin cảm ơn các bác và anh em đã theo dõi video.